trong cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Nghệ An, cùng với người Kinh có 5 dân tộc thiểu số anh em cùng chung sống: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông và Ơ Đu, cư trú khắp địa bàn 11 huyện, thị, miền núi. Trong quá trình lịch sử xây dựng và phát triển quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Già giáng long mồ hôi thấm áo dân lối trao con đoàn kết một lòng theo lời ba bản làng đổi mới từ đây ấm no. Vinh hay thọ mãn hay mừng đều là con một nhà. Đã từng khẳng định đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam. Lời của Bác thể hiện lòng mong mỏi các dân tộc anh em cùng đoàn kết phấn đấu cho mục tiêu độc lập, tự do và hạnh phúc muôn dân. Sáng lòng ta.